Giá vé thấp nhất do ban tổ chức niêm yết để vào sân xem trực tiếp New York Red Bulls và Inter Miami là 486 đô la Mỹ. Còn vé chợ đen thì cứ nhân 10 lên. Cho đến phút 60, có những người đã tiếc tiền. Không phải vì đội bóng mà họ yêu thích chơi tệ, mà bởi Lionel Messi ngồi dự bị. Đây là điều đã được dự báo từ trước. Một lão tướng 36 tuổi cần phải được nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài cày ải liên tục. Nhưng trước sự mong mỏi của hơn 25.000 khán giả ngồi chật cứng Red Bull Arena, huấn luyện viên Tata Martino đành mềm lòng cho El Pulga vào sân, bất chấp lúc đó Inter Miami vẫn đang dẫn bản. Khỏi phải nói, đến lúc đó số tiền khổng lồ phải chi ra để vào sân lại xứng đáng đến từng xu. Khán giả Mỹ không thiếu tiền, họ chỉ thiếu thứ bóng đá đỉnh cao đẳng cấp thế giới. Và Messi thật hào phóng khi cho khán giả thứ mà họ muốn thấy nhất. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Inter Miami chắc chắn sẽ được tua đi tua lại cả triệu lần trong hôm nay. Nó không đơn thuần là đẹp, là chính xác, mà là một tác phẩm nghệ thuật. Dù có tiền, không phải ngày nào bạn cũng có thể chứng kiến một tuyệt phẩm như vậy. Một cư dân mạng bình luận, sự chính xác của Busquets, quyết tâm cao độ của Alba và sự hoàn mỹ của Messi đã gộp lại tạo nên bàn thắng đó. Không sai, lại là bộ ba nguyên tử gốc La Masia. Họ đang chơi thứ bóng đá của quá khứ, nhưng vẫn là tương lai của nước Mỹ. Đẳng cấp của Busquets và Alba là điều không cần bàn thêm, nhưng điểm nhấn của bức tranh vẫn nằm ở Messi. Tại sao một con người lại có thể chứa nhiều đột biến đến như vậy? Rõ ràng Messi nhìn bóng đá khác chúng ta. Trong vòng vây của 6 hậu vệ, Messi có đến 99% nguy cơ mất bóng và để đơn giản nhất thì anh nên truyền ngược ra ngoài. Nhưng không, Messi trông thấy Benjamin Kremarski ở đằng xa. Đáng nói là cầu thủ 18 tuổi này là lựa chọn truyền bóng xa nhất và cũng khó nhất. Nhưng với tư duy của Messi thì đó lại là cửa truyền bóng sáng nhất. Và rồi với một cú vẩy má ngoài chân trái nhẹ nhàng, Messi làm bất ngờ cả hệ thống phòng hộ của New York. Nhưng sự tinh tế chưa dừng lại. Ngay khi truyền xong, Messi đã di chuyển đón đường trả về. Đó là sự thính nhạy của một sát thủ, luôn biết trước là phải làm gì, cũng như chạy chỗ cực kỳ thông minh để đồng đội dễ xử lý nhất. Chứng kiến toàn bộ pha bóng chỉ vỏn vẹn vài giây đó, mạng xã hội bùng nổ. Một người thốt lên, Messi điên mất rồi, anh ấy tự kiến tạo cho bản thân. Ở dưới có người tung hứng, đường truyền của Messi cho Kremarski quá điên, cứ như thể anh ấy dùng vệ tinh ngoài vũ trụ để tính toán. Đường truyền của Messi là cách gọi khác của niềm tin. Tôi tin bạn sẽ ở đó để nhận bóng và truyền ngược lại cho tôi. Ôi thật không thể tin được, cảm ơn Messi, tôi yêu anh quá nhiều. Lượng tương tác của công chúng Mỹ với môn thể thao được gọi là soccer này đang tăng trưởng phi mã. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ chuyên gia bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ, họ trở thành chuyên gia bóng đá, tất cả chỉ vì Messi. Lionel Messi quả thực là một chất gây nghiện nguy hiểm với độ phát tán không giới hạn. Ai đã từng chứng kiến Messi thi đấu đều bất giác há hốc mồm, sau đó ôm đầu kinh ngạc. Nhưng cảm giác đọng lại sau cùng là sự mãn nguyện vì may mắn. Đôi mắt đã được thấy điều nó muốn, còn trái tim thì rung rinh đập theo nhịp beat của khúc hoan ca. Messi nhảy múa trong đoàn quân chiến thắng cũng như trong niềm hân hoan mà anh đã tạo ra với khán giả. Chỉ 30 phút thôi, 30 phút là đủ để MLS dang rộng vòng tay ôm Messi vào lòng. Một khi đã yêu Messi, bạn sẽ yêu suốt đời. Vào lúc này, người Mỹ là những người hạnh phúc nhất thế giới bóng đá. Phần còn lại của trái đất đều đang ghen tị với họ. Nhưng xin lỗi, Messi chỉ có một mà thôi, và giờ thì Messi là của người Mỹ. Bội thực cảm giác sung sướng là một loại bệnh. Vì sao lại là bệnh? Bởi cái gì quá đều không tốt, nhưng đó lại là chứng bệnh mà ai cũng muốn. Messi đang khiến cả xứ cờ hoa bị bệnh vì mình. Nhưng thôi, đâu phải lúc nào trong hơn 100 năm qua, họ cũng được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc điên rồ như vậy. Trước mắt thì cứ vui đi, nghiện rồi tính sau. Blackpink không biểu diễn, nhưng màu hồng vẫn xâm chiếm tâm trí người hâm mộ. Inter Miami đã vươn mình trở thành thương hiệu toàn cầu chỉ trong một cái chớp mắt. Bây giờ, chủ tịch David Beckham và anh em nhà Mars đang ký hợp đồng mỏi tay. Mọi đối tác bây giờ đều muốn gắn tên thương hiệu của mình với Inter Miami, với Messi. Đỉnh cao của đầu tư có lẽ cũng chỉ đến thế này là cùng. Nhưng thôi, hãy cứ nói về chuyên môn trước đã. Hiệu ứng Messi đã nâng tầm Inter Miami một cách tự nhiên. New York Red Bull thực tế không phải là đối thủ dễ chơi với Inter Miami. Trước cuộc gặp gỡ mới nhất, Inter Miami đã thua đối thủ này 4 trên 5 lần đụng độ trước đó. Đáng nói nhất là mạch không thắng Inter Miami tại MLS cũng đang kéo dài tới 11 trận, suốt từ 18 tháng 5 tới tận 16 tháng 7. Nhưng với lần đụng độ này cho đến trước khi Messi vào sân, Inter Miami đã dẫn New York 1-0 rồi. Đội bóng của Tata Martino chơi không quá hay, nhưng được cái tự tin. Đây là một cảm giác rất khó lý giải trong giới thể thao. Có những ngày mà bạn tự tin, bạn sẽ cảm thấy chẳng điều gì trên đời là không thể.
Một khi Inter Miami đã biết được cảm giác chiến thắng, họ cũng dần quen với nó, dù có Messi trên sân hay là không. Và đó chính là hiệu ứng của những siêu sao ảnh hưởng tới đội bóng của mình. Trong người những siêu nhân như Messi mang virus chiến thắng, nó dễ lây lan trong phòng thay đồ và chỉ cần một người tin, tất cả sẽ tin. Inter Miami bây giờ tự tin có thể đánh bại mọi đối thủ, vậy thì New York Red Bull cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Để hiểu cảm giác được chơi bên cạnh Messi là như thế nào, hãy đi hỏi chàng trai trẻ Kremaski. Thực tế, trước khi kiến tạo cho Leo lập công ở trận đấu mới nhất, Kremaski cũng đã ghi dấu ấn từ những trận trước. Sau khi trở thành nhà vô địch League Cup, Inter Miami đã tiến thêm một bước mới bằng chiến thắng trước FC Cincinnati để đi đến trận chung kết US Open Cup. Người thực hiện quả penalty thứ 5 và cũng là cú sút luân lưu cuối cùng cho Inter Miami chính là Kremaski, người từng được huấn luyện viên Javier Mascherano triệu tập vào đội U20 Argentina nhưng cũng nằm trong tầm ngắm của đội tuyển Mỹ. Kết thúc trận bán kết, Kremaski trò chuyện với CBS Sports và tiết lộ những gì Messi đã nói với mình sau khi thành công từ chấm luân lưu. Anh ấy chúc mừng tôi, anh ấy đã quen với việc chiến thắng, nhưng tôi thích nó. Chàng trai 18 tuổi được đưa lên từ học viện của Inter Miami cho biết. Sau đó Kremaski nói thêm, đôi khi tôi ngồi và nghĩ về vị trí của mình và điều đó thật khó tin. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có được vị trí hiện tại, nhưng tôi nghĩ đến việc tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn nữa. Mặt khác, Kremaski cũng nhấn mạnh, Messi là người luôn quan tâm đến các thành viên trẻ nhất trong đội. Messi luôn cố gắng giúp đỡ những người trẻ nhất. Anh ấy cố gắng hiểu những gì chúng tôi cần. Chúng tôi lắng nghe tất cả những gì anh ấy nói bởi vì anh ấy là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Dù còn rất trẻ nhưng Kremaski đang là một mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Gerardo Martino. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã chơi 31 trận, 22 trận đá chính, đóng góp 2 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo. Bạn biết mình có một người anh tuyệt vời khi tên của bạn không chìm nghỉm giữa hào quang đó. Kể từ khi Messi tới Inter Miami, công chúng mới dần nhớ được những cái tên như là Kremaski, Yedlin, Campana, Joseph Martinez, Robert Taylor. Tài năng của họ chưa bao giờ được ghi nhận, thậm chí là chưa từng được quan tâm. Nhưng giờ khi sát cánh với Messi, họ đều sẽ phát triển theo một cách rất riêng để tự khẳng định bản thân. Nguồn năng lượng tích cực mà Messi lan tỏa đang khiến những miền u tối tại Miami sáng bừng như được điện kéo về. Nhìn theo góc độ kinh tế, bạn sẽ tự hỏi, kéo điện về những bản làng, những vùng xa xôi để làm gì, có thu lãi được đâu. Nhưng thực tế, có nhiều giá trị không mua được bằng tiền.